Xin chào những người nghe Măng Dầu Máu Quỷ Đỏ, chúc anh em một ngày vui vẻ. 24 giờ đi qua và đã có rất nhiều những tin tức mới về Man United. Những tin tức đó là gì? Xin mời anh em đến với nội dung bản tin hôm nay. Số áo tạm thời của MU cho mùa giải mới. Số áo đội hình tạm thời của Man United cho mùa giải 2023-2024 đã được gửi tới Premier League. MU đã xác nhận số áo tạm thời cho mùa giải mới, mặc dù tân binh Rasmus Højlund vẫn chưa có số áo và vẫn có thể có những thay đổi trước khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè. Højlund đã chính thức được ra mắt sau khi chuyển đến từ Atalanta vào cuối tuần trước. Nhưng anh ấy sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải do chấn thương nhẹ ở lưng và số áo anh ấy sẽ mặc khi trở lại vẫn chưa được xác nhận. Trước khi mọi thứ ổn định, các cầu thủ trong đội sẽ mặc số áo hiện tại của họ khi mùa giải của United bắt đầu trước Fulham vào thứ hai, bao gồm cả số 49 hiện tại của Garnacho. Nhưng cầu thủ trẻ này có thể thay đổi số áo khi những người khác ra đi vào cuối kỳ chuyển nhượng. Câu lạc bộ đã thông báo tới cổ động viên xem xét rủi ro khi mua áo có số trong vài tuần tới, vì chúng có thể sẽ thay đổi, mặc dù phần lớn các số áo tạm thời được gửi tới Premier League dự kiến sẽ không thay đổi. Điều đó có nghĩa là Andre Onana sẽ mặc số 24, ưa thích của anh ấy, giống như đã từng mặc trước đây ở Inter và Ajax. Mason Mount cũng sẽ mặc chiếc áo số 7 nổi tiếng sau khi chuyển đến từ Chelsea. Đáng chú ý, Eric Bailly vắng mặt trong danh sách tạm thời. Trung vệ này đã mặc chiếc áo số 3 trong thời gian ở Old Trafford, nhưng anh ấy không được góp mặt trong chuyến đấu tiền mùa giải và chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ. Erik ten Hag rất muốn thanh lý những cầu thủ thừa so với yêu cầu vào mùa hè này và dự kiến sẽ có thêm nhiều cầu thủ sẽ phải ra đi. Danh sách số áo tạm thời MU đã nộp cụ thể như sau: số 2 Victor Lindelof, số 5 Harry Maguire, số 6 Lisandro Martinez, số 7 Mason Mount, số 8 Bruno Fernandes, số 9 Anthony Martial, số 10 Marcus Rashford, số 12 Tyrell Malacia, số 14 Christian Eriksen, số 16 Amad Diallo, số 17 Fred, số 18 Casemiro, số 19 Rafael Varane, số 20 Dalot, số 21 Anthony, số 22 Tom Heaton, số 23 Luxor, số 24 Andre Onana, số 25 Jadon Sancho, số 26 Henderson, số 28 Pellegrini, số 29 Aaron Wan-Bissaka, số 33 Brandon Williams, số 34 Donny van de Beek, số 37 Kobbie Mainoo, số 39 Scott McTominay và số 49 Alexander Garnacho. Dean Henderson có thể buộc phải ở lại MU, Nottingham Forest và Man United đã dành phần lớn thời gian trong mùa hè này để bàn về tương lai của thủ môn Henderson sau thời gian cho mượn tại City Ground. Nhưng hiện tại, đề xuất chuyển từ Man United sang Nottingham Forest của Henderson có thể thất bại sau khi Tom Heaton dính chấn thương. Henderson đã trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại City Ground và có màn trình diễn nổi bật trước khi mùa giải của anh ấy bị cắt đứt vì chấn thương. Huấn luyện viên Steve Cooper không sẵn sàng để cầu thủ 26 tuổi này quay trở lại Old Trafford một cách đơn giản và đã chiến đấu để giữ anh ở lại bằng một hợp đồng cho mượn hoặc một hợp đồng mua đứt. Ngay cả khi ký hợp đồng với thủ môn Matt Turner của Arsenal vào tuần này, Cooper vẫn nhắc lại rằng ông ấy vẫn muốn giữ Henderson ở lại câu lạc bộ. Nhưng cục diện đã đột ngột thay đổi ở United. Thủ môn dự phòng Tom Heaton, người đầu mùa hè này đã từ chối chuyển đến Luton Town để ở lại MU, hiện đã bị loại khỏi những tuần đầu tiên của mùa giải vì chấn thương bắp chân. Trong một tuyên bố được đưa ra, câu lạc bộ cho biết Tom Heaton không thể tham dự trận mở màn mùa giải Premier League của Manchester United với Wolverhampton tại Old Trafford vào thứ hai. Thủ môn giàu kinh nghiệm dính chấn thương trong khi tập luyện hiện vẫn đang được đánh giá, nhưng anh ấy dự kiến sẽ không có sẵn trong vài tuần đầu tiên của mùa giải. Huấn luyện viên Ten Hag sẽ đưa ra một bảng cập nhật chi tiết hơn trong cuộc họp báo trước trận đấu vào thứ sáu, nhưng bây giờ sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng về việc có nên giữ Henderson ở lại hay không. MU đồng ý bán Fred tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ Fred của Man United đang trên đường gia nhập Fenerbahce sau khi hai câu lạc bộ thống nhất được mức phí chuyển nhượng. Kết thúc mùa giải 2022-2023, Fred đã bị huấn luyện viên Ten Hag gạch tên khỏi kế hoạch lâu dài ở Man United. Điều đó khiến cho tiền vệ người Brazil không có tên trong danh sách các cầu thủ tham dự tour du đấu hè 2023 ở Mỹ. Ngay sau khi hay tin Man United muốn bán Fred, Fulham, Nottingham Forest, Galatasaray đều đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ 30 tuổi, nhưng họ không chấp nhận mức giá 20 triệu bảng mà Man United yêu cầu. Ngoài ra, Fred cũng được vài câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út liên hệ. Mặc dù vậy, tuyển thủ Brazil hiện chưa muốn chuyển sang Ả Rập Xê Út thi đấu. Theo tiết lộ từ Team Talk, Man United vừa chấp nhận bán Fred cho Fenerbahce với giá 15 triệu euro, tương đương 13 triệu bảng. Cách đây 5 năm, Quỷ Đỏ phải chi ra gần 50 triệu bảng để mua cầu thủ sinh năm 93 từ Shakhtar Donetsk. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Romano cho hay, Fred và Fenerbahce cũng đã thống nhất được các điều khoản cá nhân. Hiện tiền vệ người Brazil đang trên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Choáng khi MU phải chi tiền để Maguire ra đi. Viết trên The Athletic, ký giả Rory Ridwell
đã mang đến những tiết lộ đáng chú ý xoay quanh thương vụ Harry Maguire. Theo tiết lộ từ ký giả này, dù đã đạt được thỏa thuận bán đứt Harry Maguire cho West Ham, nhưng Man United vẫn cần phải chi trả cho Maguire một khoản tiền nhất định do sự chênh lệch giữa mức lương hiện tại và khoản thù lao mà trung vệ này sẽ được nhận ở West Ham. Ký giả người Anh cho biết, Man United đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng đến từ West Ham cho Maguire, nhưng các điều khoản để cậu ấy ra đi vẫn cần được thương lượng lại. Với việc mức lương của Maguire sẽ giảm từ 190.000 bảng trên tuần xuống còn khoảng 100.000 bảng mỗi tuần, Man United được cho là sẽ chấp nhận thanh toán để trang trải một số khoản chênh lệch trong hợp đồng của Maguire còn thời hạn 2 năm. Con số cụ thể sẽ được đàm phán. Maguire đã bày tỏ sự cởi mở với việc gia nhập West Ham, với việc huấn luyện viên David Moyes đang thúc đẩy chữ ký của cậu ấy, nhưng vẫn cần sự đồng ý tuyệt đối đến từ Maguire. Toshibo có thể đến MU trong tương lai gần. Trao đổi với Coach Offside, ký giả Jonathan Johnson đã đưa ra những nhận định đáng chú ý xoay quanh ngôi sao người Pháp. Theo quan điểm đến từ cây bút này, James Clare Toshibo đã sẵn sàng cho việc chơi bóng tại Premier League và trung vệ này còn sở hữu những phẩm chất tương đồng với Varane, ký giả người Anh nhận định. Tôi nghĩ Toshibo sẽ sẵn sàng chuyển đến Premier League. Tôi cho rằng lối chơi của cậu ấy phù hợp với giải đấu này và tôi không ngạc nhiên khi Man United, đội bóng từng liên hệ với Di Sassi trong quá khứ, lại một lần nữa để mắt đến trung vệ này. Từ giờ đến cuối kỳ chuyển nhượng, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy Toshibo rời đi. Dù Nít sẽ nỗ lực giữ chân cả Toshibo lẫn Thuram. Trong lúc Nít không tham dự các giải đấu ở châu Âu, sẽ rất khó để Toshibo có thể tiếp tục phát triển khi cậu ấy vừa được gọi lên tuyển Pháp cách đây không lâu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có khả năng Toshibo sẽ thực hiện một động thái tương tự như việc gia nhập Man United trong tương lai gần. Và nếu câu lạc bộ thay Manchester có được cậu ấy, tôi nghĩ Toshibo sẽ sở hữu một số điểm tương đồng với Varane. Hiển nhiên với việc Varane đã bước qua tuổi 30, Man United cũng cần có phương án chất lượng để thay thế ngôi sao người Pháp trong tương lai dài hạn. MU hoàn tất vụ mua bán 9 triệu euro. Chuyên gia chuyển nhượng Romano xác nhận đội chủ sân Old Trafford chưa thay thêm một tài năng trẻ mùa hè này. Cụ thể, Romano xác nhận Bayer Leverkusen ký hợp đồng vĩnh viễn với Mateo Kovac từ Man United. Lệ phí chuyển nhượng sẽ là 9 triệu euro theo Kicker. Phần đầu tiên của cuộc kiểm tra y tế sẽ diễn ra trong hôm nay. Mateo Kovac chưa ổn định ở mùa giải vừa qua, ra sân 27 trận và đặc biệt có một kiến tạo giúp Sparta chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 9 năm. Họ phá vỡ sự thống trị của Slavia và Victoria Plzen khi hai câu lạc bộ này thay nhau vô địch giải đấu số 1 Cộng hòa Séc. Kovac nhiều lần được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Séc thời gian gần đây. Mặc dù chưa có trận đấu ra mắt đầu tiên, thủ thành này hy vọng sẽ góp mặt cùng đồng đội trong chiến dịch vòng loại Euro 2024 gặp đảo Faroe và Montenegro sắp tới. Thủ thành Kovac chuyển đến Sparta theo dạng cho mượn trong mùa hè năm 2022. Sau mùa giải này, anh được kỳ vọng sẽ trở lại cạnh tranh vị trí ở Old Trafford. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi huấn luyện viên Ten Hag không coi Kovac nằm trong kế hoạch của mình. Højlund có tâm lý không thể tin được. Khi cầu thủ của Man United Danny Simpson nhận định trên MTV rằng phong cách chơi bóng của Rasmus Højlund sẽ tạo ra mũi đinh ba ấn tượng trên hàng công Quỷ Đỏ. Danny Simpson, người từng khoác áo của Man United, nhận định tốc độ của Marcus Rashford, Anthony và Rasmus Højlund sẽ tạo ra những khó khăn cho hậu vệ đối phương. Simpson chia sẻ với MTV: "Khi bạn gặp ba người họ chạy phía sau lưng, không có gì tệ hơn. Bạn không hề thích điều đó." Simpson tiếp tục giải thích rằng anh đã nói chuyện với đồng đội cũ Kasper Schmeichel về bản hợp đồng mới của Man United. "Tôi đã nói chuyện với Kasper Schmeichel, đồng đội ở tuổi Đan Mạch của cậu ấy, và Schmeichel nói rằng tâm lý mà Højlund có được là hoàn toàn không thể tin được." Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.